mình kia. Nhà nghèo, bố mẹ mình đi làm vất vả mà không có tiền. Bây giờ mình lại đói bụng quá. Sáng giờ mình đi ăn xin mà chẳng được đồng nào cả. Không biết có ai cho mình tiền không? Lấy ông đi qua, lấy bà đi lại. Ai thương con thì cho con vài nghìn đi. Con kiếm cái gì ăn đi, sáng này con đói bụng quá. Lấy ông, lấy bà. Chú ơi, chú cho cháu phần nghìn, cháu ăn sáng, cháu sáng giờ chưa ăn gì, cháu đói bụng quá. Chú gọi phần nghìn thì lẻ đấy, cháu lấy cái gì mà ăn? Cháu cảm ơn chú thật là tốt bụng. Wow, cuối cùng cũng có một người tốt bụng, cho mình tiền để mình đi ăn sáng. Mình phải đi kiếm cái gì ăn mới được. La la la, ai mua bim bim, bánh kẹo, đầy đủ các loại không? Có cả xúc xích. Ồ, ở đây có bán đồ ăn này. Bác ơi, ở đây có gì ăn sáng không? Cháu chỉ có 1.000 thôi. Bác chỉ có mấy cái đồ này, nhưng mà với giá trị 1.000 thì chỉ có gói bim bim này với cái kẹo chút bánh chim này thôi. Cháu thích lấy loại nào? Cháu lấy loại bim bim đi. Đây. Thôi, mình phải kiếm chỗ nào nghỉ ngơi để mà ăn bim bim mới được.